Rồi, con được ơn gì? Dạ con được ơn là con trở về với Chúa, bỏ Chúa 24 năm cho. 24 năm, chị cũng người Quảng Nam, Đà Nẵng hả? Dạ, con ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Chị có đồng hương với chị kia không? Con với em là đi, hai đứa đi cùng. Hai đứa rủ nhau bỏ Chúa. Và một đứa thì 30 năm, đứa thì 28 năm. Mình nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa như vậy? Dạ, trong thời gian mà con có chồng thì con đau ốm, chồng thì đa gần chết, cứ con thấy cuộc sống của con bấp bênh mà không cùng, cứ con tin thác vào Chúa và con luôn luôn cầu nguyện. Không, tôi nói là nhờ đâu chị đã 28 năm bỏ Chúa, bìa chồng chị đau gần chết rồi, làm sao mà chị quay về với Chúa như thế? Dạ thì con cũng luôn luôn là con đi. Không, tôi nói là bây giờ 28 năm chị bỏ Chúa, có phải là vì lý do là chồng chị đau gần chết, chị bế tắc không biết làm gì cho nên chị mới quay về với Chúa, đúng không? Dạ, lúc đó là con cũng bế tắc rồi, con cũng không còn đường để trả nữa rồi, con mới trở về với Chúa, con mới cầu nguyện Chúa hàng ngày rồi Chúa cho gia đình cho con chồng con và đoàn con trở về với Chúa hết tất cả. Chồng chị cũng bỏ Chúa? Chồng con là tông tàn cho, mà khi mà có lấy chồng thì chồng con chị là đạo gốc hay đạo theo? Con được gốc. Chị là đạo gốc, chị bỏ Chúa, rồi chồng chị tân tòng theo chị rồi cũng bỏ Chúa luôn. Rồi con chị nó theo chị và theo chồng chị rồi nó cũng bỏ Chúa luôn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một thảm trạng trong những gia đình mà không có Chúa là như thế đó. Chị ấy là người đạo gốc, lấy một người chồng rồi người chồng theo đạo, nhưng mà rồi chính chị ấy là người đạo gốc cũng bỏ Chúa. Rồi chồng chị ấy thấy vậy cũng bỏ Chúa, con chị ấy thấy vậy cũng bỏ Chúa. Đùng một phát Chúa cho là chồng chị đau bệnh gần chết, mấy đứa con chị ấy đau cũng sắp chết. Chị không còn đường nào khác. Nếu mà còn con đường nào khác, chắc chị ấy sẽ chạy đến với bạn bè. Mà bạn bè nó có còn bám lấy chị đâu. Mày là đứa như thế, ai thèm chơi với mày. Mày bây giờ còn cái gì nữa đâu mà ai thèm chơi. Chỉ có ai còn chơi với mình thôi. Nhớ, trong lúc không còn ai chơi với mình, chỉ còn... Mạnh lên, không còn ai chơi với mình chỉ còn Chúa. Không còn ai chơi với mình chỉ còn Chúa. Đấy, trong cuộc sống của chúng ta, trong đời sống gia đình, trong đời sống ngoài đời, trong đời sống đời tu cũng thế thôi, thưa anh chị em. Là người ta chỉ chạy đến với mình khi mà mình đang ở trên đài vinh quang, khi mà mình đang thịnh. Người ta chỉ là phò người thịnh, không có ai phò người suy. Lúc đó một cha già, tôi đến thăm cha già mà hưu nhà thờ, hưu Chí Hòa. Ngày ăn ủi tôi, Long à, đừng buồn nữa. Đời này người ta phò người thịnh, có ai phò người suy bao giờ. Vì lúc tôi làm nhà thờ Chí Hòa, cha già ấy thấy là cả bao nhiêu ngàn người vây quanh và cùng tung hô lòng thương xót Chúa như vậy. Nhưng lúc mà mình xa cơ thất thế đi vào nhà thờ Chí Hòa, không một người chào, không một người nào hỏi thăm và vô xưng tội với cha già. Cha già bảo người ta chỉ phò người thích, không ai phò người suy bao giờ. Đã suy rồi thì tàn, ai mà phò cái người suy tàn bao giờ. Buồn làm gì? Thôi buồn làm chí em ơi, buồn làm cái gì? Đấy, đây là một lời chứng nữa cho chúng ta thấy trong đời sống gia đình nếu không có Chúa là như vậy. Bây giờ làm sao chị biết được lòng thương cho Chúa? Hôm nay chị đến đây làm chứng cho Chúa. Dạ thưa cha, là con mở lên YouTube đó con xem rồi con thấy tất cả, con mới luôn luôn tính thác vào Chúa và con cầu nguyện biết cái gia đình của con hôm nay là rất là hạnh phúc và trở về với Chúa sốt sáng lắm cha. Tôi gửi tặng chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa đứng mà chị đã bỏ ngày 28 năm. Xin Chúa chúc lành cho chị. Bây giờ gia đình con hạnh phúc và sốt sáng lắm vì cả chồng, cả vợ, cả con cùng quay về với Chúa. Quay về với lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị.